Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Như đã nói thì bây giờ là 10:48 và hiện tại thì trong quá trình là mình đang đi học, mình đã quay trở lại trường học rồi. Và lại cách tôi chả biết nói như thế nào, đó là bởi vì nhà tôi lại có tiếng dê kêu rồi mọi người ạ. Tôi cực kỳ ghét những cái con dê này. Không, cái con dế hay là con dê tôi cũng chả biết, cũng cho tụi nó lên bàn thờ đếm số quá, nhưng mà không được mọi người. Bây giờ nó dẫn là tôi không biết nó ở đâu cả. Rồi thôi gắng chịu đi chứ biết sao giờ mọi người ơi. Đấy, như đã nói thì mình sẽ làm một cái series, đó chính là Minecraft thế giới vô tận. Dịch sang tiếng Anh có nghĩa là Infinity World, Infinity Infinity Water, Infinity Water. Tôi ghét English. Ok đó. Thì đó là chủ đề của ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ là bài gần 11 giờ rồi. Và ngày mai mình vẫn phải đi học. Và mình vẫn chưa được nghỉ hè. Và mình vẫn chưa thi nha các bạn. Đó. Thì nói chung là bây giờ là mình vẫn chưa thi kỳ 2 nha. Nếu mà mình thi xong kỳ 2 thì mình sẽ có thể nghỉ hè rồi. Nghỉ hè thì thời gian làm mình sẽ có nhiều hơn. Thật ra thì mình cũng không muốn làm đâu mọi người. Bây giờ là mình không muốn làm đâu, nhưng mà tại vì kiểu như là nổi hứng á mà. Tự nhiên nổi hứng quá cho nên là nhảy lên làm thôi. Ủa, không muốn làm mà nổi hứng nên làm mà, trong khi có hứng mày mới làm vậy, rồi mày có muốn làm hay không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo thế giới. Số này đi, cái đó là mình tạo ra để mà mình xem thử là có cái world nào đẹp không á, để mà kiểu như là để mà chúng ta có thể mà dùng nó để xây nhà nha. Đó. Nhưng mà có điều là mình thấy cái việc mà tạo world rồi sau đó xem trước á thì mình cảm thấy nó mất thời gian quá, cho nên là thôi mình quyết định là tạo bừa thí đại gì đi. Đó. Có cái gì mình chơi cái đó vậy thôi. Bây giờ đặt tên thế giới là 1.18 nè. Nhá, chế độ sinh tồn có được phép bật gian lận không ta? Thôi bật gian lận đại đi ha. Kệ, bật gian lận đại đi mọi người. Chế độ thì mình sẽ chỉnh là chế độ bình thường đi. Chế độ khó từ từ hãy chỉnh lên, chứ ban đầu mới vô chơi làm chế độ khó mình chơi không nổi đâu ạ. Và những cái con dê nó lại kêu nữa rồi. À, chẳng phải thêm tắc kè nữa, bà nội cha nó. Ok, mình đã vào thế giới rồi đây bạn. Đó. Thì cái skin kia của mình nó mất tiêu rồi. Ok. Thì các bạn, nếu như bạn hỏi là cái skin kia của mình đó, nó ở đâu rồi đúng không? Thì cái skin đó là trong cái quá trình mà mình chơi á, thì nó bị lỗi cái nó xuất hiện ha. Nói chung cái skin đó là kiểu như là trong quá trình mình chơi á, thì kiểu như là cái phần mềm tờ launcher của mình nó bị lỗi hay là nó bị cái gì đó, và thế là nó xuất hiện cái skin đó ha, chứ không phải là do mình tạo ra. Tự động xuất hiện của mình, nhân tiện nó mình lấy mình dùng luôn chứ không có gì đâu. Bây giờ thì mình sẽ không chơi nhiều đâu bạn, mình sẽ chơi tầm khoảng đâu 30 phút thôi. Mình sẽ quay tầm khoảng 30 phút, 30 phút thôi mình sẽ nghỉ nha. Để mà ngày mai còn đi học nữa. Thì như bạn thì nói chung thì thật ra đó, cái series này mình sẽ làm trong quá trình, nói chung mình sẽ làm theo kiểu là an nhàn mọi người. Mình sẽ làm theo kiểu là an nhàn nha. Tức là sao? Tức có nghĩa là khi nào có hứng thì mình làm, còn không có hứng thì mình không làm. À thế à? Cho nên là các bạn đừng có thắc mắc mà cái việc mà sao mà cái tiếng nó lớn như vậy nè. Cho nên là các bạn đừng có thắc mắc cái việc đó là ở tại sao một tuần rồi mà chưa đăng video ở tập 2 đâu đó, kiểu vậy đúng không? Thì mình, nhưng mà nó nói là có hứng thì mình mới làm, cũng không có hứng thì thôi à. Chứ hiện tại bây giờ mình mệt lắm mà bạn, thiệt luôn á. Nếu như các bạn chưa biết á, thì mình đã làm YouTube được 3 năm rồi. Cái kênh YouTube này á, là mình đã thành lập nó vào năm 2018. Tới bây giờ là 3 năm rồi. Thì ban đầu á, cái mục đích ban đầu mình làm cái kênh này á, là mình làm bởi vì kiểu như là mình ảo tưởng mà. Mình cứ nghĩ là đây sẽ là một cái công việc mà giúp mình kiếm ra một đống tiền. Và từ đó mình sẽ giúp cho gia đình mình trang trải được vài thứ. Rồi sau đó mình sẽ thực hiện cái mong ước đó là cái mong ước của mình nha, cái mong ước của mình đó là đưa cả nhà đi chơi bạn. Đó, đưa cả nhà đi chơi thôi chứ không gì đó. Nhưng mà có điều là bây giờ đã 3 năm rồi. Đó, 3 năm kể từ ngày ấy và chúng ta chả và mình chả có được cái chả có đồng bạc nào cả. Chẳng có đồng bạc nào luôn. Cho nên đó là bây giờ kiểu như là mình sao ta? Kiểu như là bị mất lòng tin đó mọi người, kiểu như là mất lòng tin thì cũng không đúng, nhưng mà kiểu như là bị đuối mọi người, kiểu như là không còn hứng thú nữa bạn.
Đó. Giống hệt như kiểu như là ha là bây giờ kêu mình làm YouTube không? Chừng nào mà nổi hứng rồi, nổi hứng thì mình làm, còn không nổi hứng thì mình cứ ok mày, đó, cứ bỏ đó, mình cứ kiểu là mình bỏ đó, thời gian trôi qua bao lâu kệ, mặc kệ không quan tâm nữa, nó kiểu vậy đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ, như mình đã nói thì cái series này á, mình sẽ không bình luận nha, mình sẽ không bình luận, nhưng mà bây giờ ha thì có một chút thay đổi, đó chính là mình sẽ bình luận nha mọi người đó. Ban đầu thì mình dự tính là mình sẽ không bình luận đâu, nhưng mà bây giờ thôi kệ, bình luận đại đi, bình luận đại đi, cũng chả có ai chết đâu. Ok, nhưng mà cái này mình sẽ ít lại nha, mình sẽ bình luận ít ít thôi, kiểu như là mình chuẩn bị mình làm cái gì đó thì mình sẽ bình luận, còn mình không chuẩn bị, còn kiểu như mình đang kiểu sắp xếp đồ ba cái linh tinh đó, thì mình sẽ không bình luận gì hết nha, ở đơn giản vậy thôi. Rồi có nấu đồ lên đó, thì bây giờ mình sẽ nấu cái gỗ này ha, để mà chúng ta làm gì để mà chúng ta lấy than thôi bạn. Ở đây mà chúng ta có than đó mà đi 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 đào khoáng rồi các kiểu đó. Thì nhân tiện đây mình nói luôn đó là trong cái series này á, mình sẽ cài mod vào khá là nhiều các bạn. Nó vẫn là vanilla bình thường nhưng mà mình sẽ cài mod vào đó, nhưng mà mod là không có cái gì đặc biệt đâu bạn, chỉ là chặt cây bạn. Tức là nghe thay gì á, chúng ta chặt một cái cây chúng ta phải chặt rất là nhiều lần, đúng không? Thì mình cài cái mod đó vào, mình chỉ cần chặt đúng một block ca, một cái khối cây thôi là nguyên cái cây đó rụng hết luôn đó. Đó thì mình sẽ cài cái mod đó, nói chung là cái mod v, cái mod v-miner đó, cái mod là cái mod v-miner đó. Ừ, đi nói gì đi cho dễ hiểu đó. Ví dụ như bây giờ nha, bây giờ thì mình vẫn chưa có cài mod vô đâu, hiện tại bây giờ mình đang chơi cái bản bình thường chứ mình không có chơi cái bản forge. Muốn chơi cái bản forge mình bây giờ mình chỉ cần thoát ra mình đổi lại cái bản forge cái mình vào chơi lại thôi. Nhưng mà có điều á, thì cái phiên bản 1.18 này nè, cái bản forge đó đó, đây như bạn biết là mình đang chơi trên tàu launcher, ok, và cái bản forge ở trên cái tàu launcher này á thì nó mới chỉ ở cái dạng beta thôi bạn, beta tức là thử nghiệm á, cho nên là mình sợ là nếu mà mình chơi mà kiểu như là mình bây giờ là đang là tập 1 nha, tập 1 mà chơi mà kiểu như là mới tập 1 mà chơi mà nó bị lỗi tùm lum tùm la rồi mắc lặp lại thì nó rất là cực. Đó, cho nên là hiện tại bây giờ tập 1 mình sẽ để bình thường đó, mình sẽ để chơi một cách bình thường thôi, không cài mod gì cả. Qua tập 2 mình sẽ bắt đầu mình cài mod, để đây biết kiểu như là nó có bị lỗi gì đó thì chúng ta vẫn còn tập 1 cơ mà. Thì nói chung mình nói vậy thôi chứ mình cũng không biết là mình đang nói cái gì luôn đó. Thì nói tóm gọn lại bây giờ tập 1 á, tập 1 rồi mà tôi vẫn chưa muốn cài mod, ok. Mod tôi chưa có cài. Có gì tập 2 đi, tập 2 tôi cài mod vào. Đó vậy thôi. Và cái mod thứ hai mà mình cài vào đó là cái mod xây dựng mà. Cái mod xây dựng không phải là kiểu như mình vào đây rồi sau đó mình gõ gõ lệnh cái nó xây ra nguyên lâu đài ra, không. Cái mod mà mình muốn nói với bạn xây dựng đó là cái mod theo kiểu kiểu này nè bạn. Nói chung mình sẽ để cái video, mình sẽ dàn dàn cái video này vào để cho bạn hình dung. Thì đó là cái mod mà mình muốn cài. Ví dụ như mình muốn xây một bức tường đi, nó như vậy. Đó, xây một bức tường như vậy đúng không? Đó, bây giờ thay vì với mình đặt như vậy, đó, thì nó rất là mất thời gian đúng không? Đó, thì cái bức tường nhỏ thì không sao. Nhưng mà thí dụ như bức tường thật là lớn đi, đó là một cái bức tường cực kỳ là lớn đi, thì bạn thấy sao? Nó rất là mệt đó. Và trong cái series này mình không để đến ngày nha. Ví dụ như các bạn nghe không? Đây là ngày không đúng không? Mấy cái chuyện mà ngày không, ngày một, ngày 100, 100 ngày hay là 200 ngày là mình không quan tâm nha. Mình chỉ quan tâm là mình đang muốn xây một cái công trình như thế này và mình muốn xây cho nó xong vậy thôi, chứ mình không quan tâm là là mình sinh tồn được bao nhiêu ngày nha. Từ nãy giờ nó lo tám chuyện mà quên đi thu thập lông cừu nữa. Rồi xong hư luôn rồi. Ô, mới được có hai cái lông à, mới được có hai cái lông à. Ở đây à. Trời ơi, con này là con xám chứ không phải con đen. Rồi xong, trời tối rồi. Oh no, không, trời tối mất rồi. À ha. Ai hi hi, ai hi hi, trời ơi. Rồi xong, chết tôi rồi mọi người ơi, chết tôi rồi. Tối toang rồi. Tối toang rồi, kiểu này là toang rồi. Mới ngày đầu tiên mà lo nhiều chuyện. Lo nhiều chuyện không lo đi kiếm giường, bây giờ thì hậu quả khôn lường chưa? Hậu quả cực kỳ khôn lường. Cầm nó đi,
cho quái đừng có spawn ra. Chúng ta phải ưu tiên mà cắm đuốc. Ô, ở bên đó bị cháy rừng. Vậy là ở gần đây có một cái hồ lava. Vậy là chúng ta có thể đi xuống dưới địa ngục được rồi. Đó, mình sẽ sử dụng cái kỹ năng speedrun. Nói speedrun cho nó hoài vậy đó. Chứ thật ra là mình chưa bao giờ làm speedrun cả. Không, mình chưa bao giờ làm speedrun mà. Đó. Nhưng mà mình học được một vài kỹ năng của những cái người chơi speedrun. Đó là làm cổng địa ngục siêu nhanh. Đó. Thì mình sẽ làm cái cổng địa ngục. Đó. Mình sẽ sử dụng kỹ năng của một người speedrun để mà mình làm cái cổng địa ngục. Chúng ta sẽ nhanh chóng đi xuống dưới địa ngục để mà kiểu như là trao đổi với mấy con Midlin để mà lấy mắt Ender về. À, nhưng mà có điều hay là đi xuống dưới thì có về được hay không thì tôi không biết. Không? Có vài người đi xuống dưới sao nó chết dưới luôn, không về được. Buồn lắm mọi người. Buồn lắm. Nếu như mà mọi người hỏi tại sao buồn thì tôi kể mọi người nghe. Thời đó nói chung là ai ai cũng sợ chết đó. Đúng không? Bởi vì đơn giản đó. Ai rồi cũng chết mà, cho nên người ta cũng phải sợ chứ. Đúng không? Tại sao người ta lại sợ chết? Tại vì đơn giản là người ta sợ chết, cho nên là người ta sợ chết mà thôi. Mà chính vì người ta sợ chết cho nên là người ta mới sợ chết. Mà đã là người ta sợ chết rồi cho nên là người ta sẽ phải sợ chết mà thôi. Đó. Cho nên mà chết rồi thì người ta đi về đâu? Người ta đi về địa ngục chứ đâu. Đó. Mà địa ngục có thể nó khổ lắm. Đó. Chính vì địa ngục ai nghe thấy chỉ khổ sợ thôi. Đúng không? Bây giờ tôi hỏi mấy ông đẻ ra trên đời, mấy ông có muốn khổ không? Không, đúng không? Đúng rồi, tôi cũng đâu muốn khổ đâu. Tại sao chúng ta lại không muốn khổ? Tại vì chúng ta là con người, mà đó là con người là không muốn khổ. Mà chính vì không muốn khổ cho nên là chúng ta không muốn khổ. Mà chính vì là không muốn khổ cho nên là chúng ta là không chịu khổ được đó. Cho nên là, đó, như mọi người đã biết, thì rất là mệt mỏi. Địa ngục thì nó rất là... Hello, mấy cơ. U tùm với tôi, ai à, dạ, y ây da, ây da, ây da, chưa giữ chân là có món khai vậy rồi. Đang kể chuyện, ê, đừng, sorry, sorry, rồi, ok, có đủ đồ rồi, đó, hoảng loạn quá, cà lăm luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi mai, và trước khi đi mai mình sẽ làm một ít đuốc nha. Ok, bây giờ mình sẽ dọn mấy cái đuốc ở đây luôn đi. Và lắp cái hố này lại luôn. Ơ, chết bà ơi, lố rồi. Mình sẽ không đào hố đâu mà đi mai đâu, thì mình sẽ đi xuống dưới hang. Đó. Bởi vì 1.18 là cập nhật hang động mà. Hang động nó rộng thênh thang luôn, ngu dại giống xuống. Đúng không? Đi đào cho cực. Trước khi đi mai thì cần phải có thịt cái, đúng không? Cần phải có đồ ăn. Không có đồ ăn thì sao được mà đi mai được. Cho nên là thôi, sorry mấy em này nha. Có gì á là đợi mấy em spawn lại lần sau đi. Mới ngày đầu thôi mà mấy em này tiếp đãi tôi như vậy rồi. Ở đây có một cái hang khá to. Ok, mình sẽ đi xuống dưới chỗ này. Hy vọng là nó sẽ có sắt nè. Bởi vì đơn giản là mình chưa có cái gì che thân hết. Trời ơi, mới ngày đầu thôi mà tiếp đãi kiểu đó đó hả? Cái gì mà thi ghê vậy? Hai tụi nó đang bắn lộn nhau kìa. Đúng rồi, đánh nhau đi. Một thanh niên đã chết, chúng ta phải xông lên. Vô luôn. Mày. Ê. Mày chết như con. Wow. Ấy chà, cái xe đơ này có bộ được rồi nha. Ê, quên, cắm đuốc liền. Không có nhiều, cắm đuốc. Quên. Ồ, có sắt nè, ngon lành. Nói gì nói chứ có sắt mà ngon rồi. Rồi. Ê. Không giỡn nha. Hết đồ ăn rồi.
Đừng làm vậy, không vui. Chơi nó kỳ kỳ. Chơi chơi hù, không có chơi hù nha. Này chà, hàng này sâu dữ à. Rồi, có sắt nè, lụm. Ba khối độc này chắc mình cũng lụm luôn đi. Ồ, ở đây có thang là lụm luôn. Cái hang này cực kỳ sâu luôn nha. Ê, thấy người quen này. Người quen đó không có thân thiện chút nào hết trơn, cho nên là thôi đi đi. Cái anh cương thi đó là không có thân thiện chút nào hết trơn, cho nên là thôi giọt lẹ cho chắc ăn. Mà mình thấy cái con zombie đó, nếu như mà đặt biệt danh cho con zombie đó là cương thi, nó cũng hợp lý á mà. Thì đơn giản nó đưa hai tay trước y hệt như cương thi, không khác gì vậy. Mình không biết các bạn như thế nào, chứ riêng bản thân mình khá là khó chịu với cái giọng của mình. Thì cái giọng của mình đó thì thứ nhất là nó không có hay, và thứ hai nữa là mình là kiểu như là sao ta, giọng mình á, giọng của mình là giọng nam, ok, giọng miền nam, nhưng mà có điều á là nói chung là những cái câu từ á thì nó rất nhịp khá là nhiều. Ví dụ như là cái chữ thành ra đi, đúng không? Thành ra đó. Thành ra đi thì ví dụ như mình nói vậy, hay là mình có một vấn đề bạn ơi, đó là hiện tại bây giờ là mình đang bị thiếu nguyên liệu, cho nên là bây giờ mình phải đi tìm nguyên liệu thêm, chứ nếu không tìm á, cho nên là thành ra là mình mà không tìm nguyên liệu á, thì là thành ra là nó sẽ không xây được cái căn nhà này đó. Các bạn nghe chữ thành ra, cái chữ thành nó biến mất tiêu luôn rồi đó. Tức là sao, tức là trong quá trình nói á, có một số câu từ á, nó bị rớt nhịp, tức có nghĩa là nó bị thay thế bằng cái từ đó đó, nó cứ đó như vậy đó. Thì cho nên nó thì đôi khi á nha, mình bị gọi là cái thói quen, mà cái thói quen từ đó giờ rồi, đây là cái thói quen từ đó tới giờ rồi, không thể nào mà kiểu như là sửa đổi một sớm một chiều được, cho nên nó rất là khó à đó. Và kiểu như là mới thì kiểu như là cái lúc mà làm video thì mình kiểu như là có một cái tâm thế bạn, tâm thế kiểu như là hay là ê chết bà, mình sử dụng từ này người này hiểu nhưng mà người kia không hiểu. Ví dụ như là cái từ giỡn này, cái từ giỡn không, nếu như mà các bạn, nếu như ai người miền Nam ai cũng biết cái từ giỡn là gì rồi, nhưng mà người miền Bắc á, ví dụ có những bạn là người miền Bắc mà xem video của mình đi, nói là ủa giỡn là gì, what the hell giỡn là gì đó, đúng không? Nó thì người ta sẽ đặt câu hỏi là ủa giỡn là sao, giỡn là gì đó. Thì mình cứ kiểu như mình kiểu như là ở chắc bà, mình lỡ mình nói cái từ này rồi không ai hiểu thì sao ta, người người này hiểu người kia không hiểu, người rồi sao, có bị cái gì không đó, mình cứ kiểu như vậy. Thế là thành ra là mình bị nói lắp suốt luôn. Nên là không phải là mình khó chịu bởi vì giọng mình là giọng miền Nam nha, mình không khó chịu về cái việc giọng mình là giọng của mình là giọng miền Nam, mà mình khó chịu bằng cái việc đó là cái giọng mình nó không được hay thôi đó. Mà nó còn không có rõ gõ nó còn không có rõ ràng nữa đó, cho nên là mình khá là khó chịu về cái việc đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái khiên đó, chúng ta đã có được 18 miếng thịt bò rồi, đổi khiên nè đó. Có gì hay cầm khiên là quất liền nghe. Rồi bây giờ là 11:20 rồi. Ấy da, mình không biết là mình có nên tiếp tục đi. Gì vậy? Trời, má hơi hết hồn. Mày. Gì kỳ vậy? Khoan khoan khoan. Sinh vật ác. Sinh vật ác số 25 đi. Mình đang đeo tai nghe mà, mình đang đeo tai nghe cho nên là nghe nó hơi lớn. Chết nghe con. Trời ơi cái gì vậy? Thì tao yếu như anh em tao đông hả? Tao yếu như anh em tao đông nè. Ây da, ây da, ây da, ây da. Nổ, đổ đi. Đúng rồi. Mày, mày, chết nghe. Ok, cầm được, cầm được, cầm được. Cầm được liền, vô, khẩn trương, khẩn trương. Gấp, 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 cái này là phải gấp. Không thể nào mà lơ là cho được. Ây, ây, ây. Ok, mình nghe tiếng rồi, nghe tiếng bước chân từ xa rồi.
Ti. Trời ơi, còn có 2 tí mà. No. Chạy, chạy, chạy. Trời ơi. Ui, một pha combat. Một pha combat đi vào lòng đất. Ôi dồi. Rồi má anh mệt. Quay lại cái vấn đề mà cái vụ mà cái giọng của mình ha, thì mình xin phép được nói như thế này, đó là có thể là trong video sau này á, video sau này á, mình sẽ sử dụng từ địa phương nha, đó, mình sẽ sử dụng từ địa phương nó hơi nhiều một chút. Bây giờ nhã là mình dùng từ phổ thông cũng được, nhưng mà có điều á, thì cái từ phổ thông á, thì mình sợ là mình phát âm không đúng, thì không ai hiểu. Mà phát âm đúng thì mình lại bị líu lưỡi, mình bị lẹo lưỡi, mình lại bị lẹo lưỡi, mà lẹo lưỡi thì nó lại bị chảy nước miếng, là nước bọt á, mình lại bị chảy nước miếng, mà chảy nước miếng thì mắc lao, khổ ra chết chứ. Nói chung là nãy là mọi người thấy cái pha combat lúc nãy sao, còn má còn đúng có 2 team luôn, một con Reaper đứng sau lưng đi tới, nghe tiếng đùng, trời ơi. Nói chung lúc nãy là mình nghe tiếng bước chân của nó là mình đã quay lại kịp. Mình quay lại mình đỡ một cái và nó ra phát nổ, và sau đó mình tiếp tục. Mình quay lại mình đỡ con Skeleton nữa. Và hơn nha, hơn là con Skeleton nó chưa bắn kịp. Ok, hơn là con Skeleton nó vẫn chưa bắn, hơn, đó là một pha cực kỳ là hơn, hơn của mình luôn. Hơn là may mắn á. Rồi bây giờ phải phải dùng từ địa phương mà vừa dùng phải dùng từ phổ thông. Ổ thiệt. Ở kìa. Tao đùa mày à. Rồi ok. Nung lên cái. Trước khi nung mày đào thang cái. Ở đây có thang không nè. Rồi. Tha. Sắt đâu. Đây rồi. Mình chắc chắn sẽ cài Van Miner mà. Mình chắc chắn sẽ cài cái mod Van Miner. Bởi vì đơn giản là mình mà cài được cái mod Van Miner ha, là chúng ta đi mai, chúng ta đi tìm khoáng sản này kia nọ và thu thập nguyên liệu cực kỳ nhanh và đỡ tốn thời gian rất là nhiều. Nói thật với các bạn nha, chơi sinh tồn ở trong cái game này á, cái thứ mà mệt mỏi nhất không phải là đi đánh quái hay là đi giết rồng Ender, mà là đi tìm nguyên liệu để mà xây nhà. Cái mệt nhất là cái việc mà phải đi tìm nguyên liệu để mà xây nhà. Cái đó là nó cực kỳ mệt luôn. Như bạn thấy á, là cái video mà Minecraft gần đây mà mình làm á, là Minecraft 1.16 tập cuối. Ok, Minecraft 1.16 tập cuối. Trời ơi, tôi nói thiệt chứ mà không chứ, mình đã chuẩn bị nguyên liệu trước rồi đó. Chuẩn bị nguyên liệu trước rồi đó, vậy mà xây nó tốn thời gian má ơi, nó tốn thời gian kinh khủng. Thử mà mình không chuẩn bị nguyên liệu trước thôi, nó còn tốn thời gian thì khỏi nào. Cho nên là thôi, mình nói chung là mình chỉ cài những cái mod hỗ trợ nha. Ví dụ như là cái mod chặt cây đi. Ok, thay vì ha, mình chặt cây chặt cây thì mình phải chặt từng cái một thì mình rất là cực. Mình chỉ cần cài cái mod vào chặt, chặt đúng một cái bờ lóc cây thôi là toàn bộ cái cây đó nó rụng hết. Thì lúc đó thì cái là mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian rồi. Thật luôn. Nội thôi cái việc mà đi tìm nguyên liệu thôi, và đi farm nguyên liệu thôi. Nội thôi cái việc đó đủ đúng rồi mà. Nội thôi đi làm cái việc đó là đi farm nguyên liệu và đi tìm nguyên liệu thôi. Cái đó là đủ mệt rồi, làm sao là mệt luôn, muốn tắt game đi nghỉ luôn, không muốn chơi. Cho nên là thôi, mình nói chung là các bạn nào mà kiểu như là ui thằng này chơi vô mà chơi cài mod, không cài mod thì nó rất là tốn thời gian. Thôi về các bạn không chịu thì mình cũng không biết làm gì hơn đâu, bởi vì đơn giản là mình không cài mod vào thì nó thì các bạn chứ là cái bản thân mình là những cái người mệt chứ không ai, chứ không phải là ai mệt đâu. Rồi có giáp rồi. Trời ơi, còn bị nghẹp mũi nữa chứ. Rồi, được cái nón này. Cái chân để sau đi. Không, cái chân bỏ bằng bên đi. Rồi, cái chân thì kệ, cũng không quan tâm. Đó. Có cái chân vào cũng được. Cái chân thì kiểu như là khi mà chúng ta bị té từ trên cao xuống á, thì cái giáp chân thì nó sẽ đỡ chúng ta được một phần nào đó ha. Nhưng mà thôi kệ đi. Trời ơi, mày đâu ra vậy? Ôi ôi. Gặp cái con này là các bạn cho nó nổ đại đi. Không. Nói chung á, trước khi mà đi mai á, các bạn tạo cho mình một cái khiên. Ok, tạo cho mình một cái khiên ngay và luôn. Rồi sau đó gặp cái con đó là các bạn phải cho nó nổ đi, chứ đừng có chém lộn với nó làm gì.
bị thứ nhất chém lộn với nó là chúng ta rất dễ bị sơ hở các bạn. Có như đây nè, đó. Ví dụ đi mình đang bị con skeleton này bắn nè. Đó. Mà còn đi chém lộn với con Reaper đó, mình các bạn thử nhắm chơi chơi lại mấy con này không? Đó. Nhắm chơi lại tụi nó không? Bởi vì đơn giản là tụi nó phục kích tứ lưa hụt dưa thì làm sao mà chơi lại tụi nó được. Cho nên là thôi, cho nên là gặp cái con đó thì chúng ta nên tạo một cái khiên và chống đỡ liền ngay lập tức. Dù. Tinh chém cho nó dằn với đó mà. Trời, cái gì vậy? What the hell gì vậy? Ông nội mẹ ơi, cái gì mà thấy ghê vậy? Cái gì mà thấy ghê vậy? Mô Giang. Mô Giang làm gì thấy ghê vậy? Trời ơi. Ê, bậy, quay lại vậy. Không được quay lên trên mất công. Có chuyện không may nó xảy ra. Cái gì nữa đây? Trời ơi. Ok. Đã xử lý xong. Ôi ôi. Ái hồi ôi, cái gì thế này? Chơi game thôi mà, có cần phải căng thẳng như vậy không? Ê ê ê. Mình phải khẩn trương, mình phải khẩn trương chút cơ. Không kịp. Mình định nói là mình phải khẩn trương cắm đuốc trước khi mà tụi nó xuất hiện, nhưng mà không ăn thua. Mày giỡn mặt với tao, giỡn mặt không hả? Cái gì nữa vậy? Ê, thôi, à. Chết mà đi. Con khen cái con mất dạy, cái con suy dinh dưỡng, nó ốm ghê luôn bạn ơi. Ốm là gầy đó, gầy đó nha. Má ơi, nó ốm tới lòi xương luôn, là biết nó suy dinh dưỡng tới cỡ nào. Wow. Bạn nghe tiếng gì không? Là cái con mấy con mực phát sáng này nó phát ra tiếng nè bạn. Đó các bạn nghe không? Đó. Nói chung là khá là nhỏ nha. Nói chung là mấy cái con mực phát sáng đó là nó phát ra tiếng nha bạn. Nó có phát ra tiếng nha. Cái tiếng y hệt như là tiếng pha lê vậy đó, nhưng mà nhỏ quá các bạn, nhưng chắc các bạn không nghe được đâu. Trời ơi. Tao giỡn mặt mày, tao giỡn mặt mày, tao giỡn mặt mày, tao giỡn mặt với mày. Trời ơi, hên, phản xạ kịp, tôi vẫn còn sống, I am the Liu. Ồ, sao chỗ này gì kỳ vậy? Rồi, ok, mới tạo thêm ít đuốc nữa nè. Rồi, sáng lên, cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Vô vô ta bùng cháy 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 ê phải. Ê đúng, con zombie nó làm giật mình hoài luôn trời, làm tao hết hồn, làm tao hết hồn, làm tao hết hồn hoài. Má đêm hôm khuya khoắt rồi nó gơn cái nghe hết hồn luôn. Zombie con này, zombie con y. My God, trời ơi. Ông nội ơi, nó giết tôi rồi. Con Reaper. Ok, mạng đầu tiên. Đi ra. Hay lắm.
Trời ơi, tự nhiên đâu lòi ra hai con zombie con. Nó tới đánh giáp lá cà với mình luôn. Ô, đánh giáp lá cà mà còn hai con đánh nữa, sao chịu nổi trời. Ây ây ây, bậy rồi, đi ra đi ra đi ra. Mày mày, trời ơi, má ơi, mày đi ra chỗ khác. Cây rìu nó rất là mạnh. Ok, cây rìu á là cái đam cực kỳ mạnh luôn, nhưng có điều hay là nó, cái tốc độ chém của nó rất là yếu. Cây kiếm á thì tốc độ chém nó nhanh, mà đổi lại thì cái đam nó yếu hơn cây rìu. Ai, thôi tao chán. Ủa sao tôi bị lì quá vậy? Ủa sao tôi bị lì quá vậy? Ủa lớn hết rồi, có con nít con nôi đâu mà nói hoài không biết nghe vậy? Hả? Tụi bay có biết nghe không? Nói cho tao nghe, biết nghe không? Hồng bé ơi, Ồ, cái gì đây? Đây là có lẽ nào đây chính là hang pha lê. Đúng luôn, đây là hang pha lê. Wow, chính xác, đây là hang pha lê nha mọi người. Thì là mình đã tìm được một cái hang pha lê. Ok, mình nghĩ hôm nay tới đây được rồi. Ai, 11:30 rồi. Tao nói chơi 30 phút mà cuối cùng bây giờ hơn tiếng rồi. Gần tiếng rồi. Rồi, hẹn gặp lại bạn vào những cái video sau. Và tụi nó cắm cho mình hai cái mũi tên luôn, hay ghê. Rồi, bye bye bạn nha.